Gia thế của đồng chí Đoàn Sinh Hòa chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, con trai vị tướng nổi tiếng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 2021, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tham dự về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban cơ quan bộ chỉ huy, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã Thành phố và Trung đoàn Bộ binh 996. Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Bộ Quốc phòng đã có các quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Văn Vĩ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4. Đồng chí Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng, trước sự chứng kiến của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Đại tá Lê Văn Vĩ đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho đồng chí Thượng tá Đoàn Sinh Hòa trên các mặt công tác, tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công tác tài chính, những công việc đã hoàn thành đến thời điểm này của năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Người cha là một tướng lĩnh nổi tiếng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng sinh 1949, là một sĩ quan cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam. Hàm Trung tướng là tiến sĩ khoa học quân sự, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp, nguyên tư lệnh quân khu 4 từ năm 2005 đến năm 2008. Ông sinh năm 1949 tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhập ngũ ngày 28 tháng 9 năm 1966. Năm 1968, trong chiến dịch đường 9, khe xanh, Đoàn Sinh Hưởng là tiểu đội trưởng kiêm trung đội phó đại đội dung cối 82 ly thuộc trung đoàn 88. Ông đã trực tiếp chiến đấu 4 trận, đánh sập 5 lô cốt, phá hủy một đại liên, tiêu diệt 15 lính Mỹ, được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt xe cơ giới, chiến sĩ thi đua. Ông được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và được kết nạp đảng ngay tại trận địa khi mới 19 tuổi. Sau đó, ông được điều về hậu phương để đào tạo thành lính xe tăng. Tháng 5 năm 1974, trong trận tiến công cụm cứ điểm Đắc Bét ở Bắc Tây Nguyên, đoàn sinh hưởng là đại đội trưởng đại đội xe tăng số 9. Ông đã chỉ huy đơn vị yểm trợ đắc lực cho bộ binh tiêu diệt địch. Xe tăng T-54 mang số hiệu 980 của ông đã diệt 10 lô cốt, một khẩu pháo 105mm, bắt sống 10 lính. Trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, đoàn sinh hưởng dẫn đầu đơn vị thọc sâu, tiến công mãnh liệt vào sư đoàn 23 địch giữ ban ngày, tạo thuận lợi cho bộ binh tiêu diệt căn cứ địch bắt sống tỉnh trưởng tỉnh Đắk Lắk. Xe tăng của ông đã tiêu diệt hàng chục bộ binh địch, bắn cháy hai xe bọc thép M113, một xe tăng M41, năm xe quân sự. Tiếp đó đoàn sinh hưởng chỉ huy đơn vị đánh vào thị xã Treo Gieo, lấy xe địch đánh địch, góp phần cùng bộ binh tiêu diệt toàn bộ quân địch rút chạy trên đường số 7. Trong trận này ông diệt người xe vận tải và hai xe tăng. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1975, đoàn sinh hưởng cùng đơn vị tiến vào giải phóng thị xã Tuy Hòa, thị trấn Tuy An, sân bay Đông Tác, Phú Yên. Xe tăng của ông đã dùng 4 quả pháo đánh tan một trận địa pháo 105mm gồm 4 khẩu, bắn cháy một tàu chiến và một xuồng chiến đấu tại cửa biển Tuy Hòa. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đoàn sinh hưởng chỉ huy đại đội xe tăng 9 trong đội hình thọc sâu của quân đoàn 3 tiến vào nội đô Sài Gòn. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, đội hình 4 xe tăng do đoàn sinh hưởng chỉ huy gặp đoàn 24 xe tăng thiết giáp của địch Phân đội xe tăng do đoàn sinh hưởng chỉ huy sau ít phút chiến đấu đã tiêu diệt 12 chiếc, 12 chiếc còn lại bị bị bắt sống. Từ năm 1968 đến mùa xuân năm 1975, đoàn sinh hưởng tham gia nhiều chiến dịch lớn, tiêu biểu là Đường Chín, Khe Xanh, Quảng Trị, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông được tặng thưởng hai huân chương chiến công hạng nhì, hai huân chương chiến công hạng ba, hai lần là chiến sĩ thi đua và nhiều phần thưởng khác. Năm 1975, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tháng 9 năm 1975 khi vừa tròn 26 tuổi. Ông là hậu duệ của đốc tướng đoàn Nhữ Hải, danh thần dưới triều vua Trần Anh Tông.